Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Ngày 31 tháng 8 năm 2020, cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành lại tiếp tục giới thiệu tới quý vị và các bạn bộ cuốn thư câu đối bằng chất liệu gỗ vụ Lào đã được hoàn thiện màu cánh gián và thiếp vàng Đài Loan. Thì trong video này chúng tôi cũng giới thiệu tới gia đình anh Toàn, anh ở Quảng Yên, Quảng Ninh. Anh đã đặt chúng tôi một bộ cuốn thư câu đối, thì hôm nay với chúng tôi với thiếp vàng xong và chúng tôi có quay lại một video và báo cáo với gia đình là hàng của anh đã xong, thì chờ ngày chúng tôi lắp đặt. Và bây giờ chúng ta cùng đi vào đường nét chi tiết. Thì bức cuốn thư này là bức cuốn thư Long Hóa Mai, và trong lòng chúng tôi chạm ba chữ là Đức Lưu Quang. Chữ là chữ Hán có phụ đề tiếng Việt để cho quý khách hàng dễ hình dung nghĩa của chữ Nho. Đây cũng được là đánh giá là cái mẫu cuốn thư đẹp nhất của chúng tôi, với cái kích thước là dài 1m97, chiều rộng là 97 phân, chiều dày là 5 phân. Bức cuốn thư này khác với hàng phổ thông, hàng chợ trên thị trường là rộng 87, thì chúng tôi làm cuốn thư Long Hóa Mai là rộng 97 để cho quý khách hàng tham khảo được. Chúng tôi làm hàng rất là dày và đủ. Và phần trên này chúng tôi chạm đầu long, hay còn gọi là cuốn thư Long Hóa Mai. Chúng tôi đã lên màu cánh gián, màu hơi vàng theo yêu cầu của gia đình. Thì quý khách hàng ở xa không về được, chúng tôi sẽ quay lại video thực tế chi tiết nhất của bộ cuốn thư câu đối để gửi tới gia đình. Nếu quý vị có thời gian thì quý vị nên về thực tế cơ sở xem. Còn quý vị mà không về được thì quý vị có thể xem qua cái video mà chúng tôi đưa lên. Quý khách hàng nào muốn đặt hàng thì liên hệ cho chúng tôi qua hai số điện thoại là 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi là làng nghề gỗ mỹ nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Tôi sẽ quay rất chi tiết cho quý vị và các bạn xem, vì xem video này nó ảnh hưởng đến tất cả các quý khách hàng, vì những người xem là nó phân biệt ở nhiều độ tuổi khác nhau, người già cũng có, người trẻ cũng có. Thì chúng tôi đã ghim cái địa chỉ ở phía dưới phần mô tả, thì các bạn có thể vào phần mô tả, và nếu như các bạn ngại thì các bạn hãy gọi luôn cho chúng tôi qua hai số điện thoại chúng tôi ghim trên màn hình đây, 0986 883349 hoặc 0985 226684. Và đây là câu đối bên phải, thì bên trên chúng tôi chạm đầu rồng Long Hóa Mai, và phía dưới thì chúng tôi chạm nghê, và chữ Nho thì chúng tôi chạm là Tổ Tông Công Đức Thiên Niên Thịnh, có dịch phụ đề bằng tiếng Việt ở ngay phía dưới để cho những người không biết về chữ Nho có thể hiểu được luôn nghĩa của chữ Nho. Và đi cùng song song với những phần phụ đề như này thì chúng tôi có những bộ là chỉ nguyên chữ Hán không, dành cho những khách hàng không thích phụ đề. Hiện tại thì xưởng đang còn rất nhiều những bộ cuốn thư câu đối như này, quý vị có thể mua hàng có sẵn mà không cần phải đặt hàng, vì chúng tôi đã có hàng mộc rồi. Bây giờ chỉ cần sơn và thiếp vàng thì sẽ bàn giao được cho quý khách hàng. Câu đối bên trái là chúng tôi chạm là Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh, để đối với bên phải là Tổ Tông Công Đức Thiên Niên Thịnh. Phần diềm này là chúng tôi chạm diềm hoa hồng chim chỉ. Quý vị ưng mẫu bộ cuốn thư câu đối Long Hóa Mai như này, quý vị có thể gửi về Zalo cho chúng tôi qua hai số điện thoại 0986 883349. Chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể từng bộ một, vì mỗi một bộ thì chúng tôi lại giới thiệu cái độ dày khác nhau. Có những khách hàng yêu cầu cuốn thư liền thì giá thành nó lên rất là cao. Quý vị hãy xem chi tiết từng các cái góc cạnh của cơ sở đồ gỗ Hiền Lành làm ra, so sánh với các hàng trên thị trường, thì quý vị có thể thấy được cái nét đẹp của làng nghề gốc La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Và bây giờ chúng ta cùng chiêm ngưỡng lại một lần nữa bộ cuốn thư câu đối Long Hóa Mai, sơn cánh gián PU và thiếp vàng Đài Loan. Chúng tôi có nhận dát vàng ta 4 số 9.
Quý vị hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để cập nhật các cái video mới nhất về đồ thờ cúng mà chúng tôi đưa lên. Và hẹn gặp lại quý vị trong các cái video tiếp theo.